Nhưng đó đang ngồi đây là ngồi với quan tài. Quan tài. Nên là nó chỉ là giả tạm phù du. Nhưng bao nhiêu con người chúng ta vì cái giả tạm phù du này mà chúng ta bị nó buộc ràng vô lượng kiếp. Những Đức từng nói rằng dù mình giàu sang, tiền bạc vật chất nhiều, đất đai cò bay thẳng cánh, mình có chạy nhanh cỡ nào, mình có khôn khéo cỡ nào đi chăng, thì cuối cùng chúng ta vẫn chạy thẳng vào cái quan tài nằm trong đây thôi. Tiền bạc vật chất nhiều cỡ nào cũng vô ích. Ví dụ như cái coi tiền, nhiều người vì tiền này thôi, có khi bao nhiêu tiền cũng có khi người ta dám giết một mạng người vì đồng tiền này thôi. Vì tiền mà người ta có thể một cô gái thiệt trẻ đi với ông già đáng tuổi, ông nội ông ngoại mình, vì tiền, vì tiền bạc vật chất có thể bán rẻ lương chi của mình, gia đình người thân, cả con cùng với cha mẹ thư kiện kiện cáo nha, vì tiền thôi, tiền rồi vàng. Khi một miếng vàng thôi mà nó đã làm cho mình điêu đứng với cái cuộc đời này. Đây là một lượng vàng, một lượng vàng. Như vậy thôi, có khi con người ta có thể giết nhau vì vật chất gì đấy. Rồi bây giờ khi chúng ta bước vào cái quan tài này, những thứ này chúng ta có cầm theo được quý vị? 100% chúng ta không cầm theo được. Dù bây giờ những đức có 3-4 ngôi chùa, 4-5 ngôi chùa đi chăng, chùa cao Phật lớn, tiếng tâm lừng lẫy khắp nơi biết đến những đức, vì coi cái chương trình lễ viếng Đức Phật A Di Đà đông đúc cỡ nào, chương trình hoành tráng cỡ nào, bao nhiêu lời khen cỡ nào chứ. Nhưng khi một hơi thở thở ra có hít vào, nếu cả đời tu không hướng đến giải thoát vậy thì rõ ràng là uổng một đời quý vị, rất uổng một đời. Những đức cứ thường nhắc mình để cố gắng sống trong cuộc đời cho có ý nghĩa, nên bài kệ như đức thường đọc: cõi thế 100 năm một kiếp người, ai rồi cũng phải trở về thôi, phải sống sao cho thật ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười. Ai trong chúng ta mà không ra đi quý vị? Tiền bạc vật chất có cầm theo được đó, rồi cuối cùng chúng ta cũng phải chết. Dù những đức dùng bao nhiêu lời phương tiện để khuyên người tu hành niệm Phật, bao nhiêu quý Phật tử quý mến những đức, nhưng một ngày nào chúng ta cũng phải xa nhau thôi. Cuộc vui nào ở cõi đời này mà không tàn quý vị? Không cuộc vui nào trong cuộc đời này mà không tàn. Những đức năm nay 43 tuổi, nhìn nhận được cuộc đời qua nuôi các cụ già, thấy bao nhiêu cái màn kịch của cuộc đời éo le trong cuộc đời này, bao nhiêu cái hơn thua tranh giành đấu đá, cũng vì tiền mất đi cái đạo đức làm người, dùng bao nhiêu thủ đoạn lường gạt nhau cũng vì tiền. Cuối cùng chúng ta chết đi có cầm thấy được đâu quý vị? Giờ chúng ta còn sống đang cầm trên tay, nếu đồng tiền này vàng này chúng ta cầm mà chúng ta không có nghĩ làm cái gì cho mọi người, dù mình có nhiều cỡ nào đi chăng nữa, thì khi mình chết đi chúng ta để lại
để lại hết. Chúng ta vào trong đây nằm, trong đây. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không thì nói rằng nhiều con người tạo cái mà không cầm theo được thì cả đời cố công mà tạo. Cái không cầm theo được này quý vị, tạo nghiệp gì nó không biết đủ, cuối cùng một hơi thở thở ra không hít vào, không cầm theo được. Còn có nó mà mình nghĩ được cái việc tu phước tu duyên, tạo phước báo nhân duyên, cầm theo được thì có khi người ta không làm. Vì sao? Vì người ta không hiểu quý vị. Nên lay quay tới chương trình người mù. Nên những đức rủ bao nhiêu người mù, bao nhiêu người tạc nguyền về để mình gieo duyên Phật pháp cho người ta. Những đức mong mình tạo cái cầm theo được. Cái quan trọng nhất của cuộc đời những đức là cố gắng niệm Phật. Khi người niệm Phật, niềm vui lớn nhất của những đức là đem tịnh độ giới thiệu. Mỗi lần gặp ai nói rằng con nghe thầy giảng con rất là vui, con hết khổ, con có phương pháp tu, đó là động lực cho mình cố gắng hết được, cố gắng và nỗ lực, cực lực tặng đáy lòng. Một ngày qua đi chúng ta cứ cặn kề với phần mộ. Nên ăn tổ này có câu nói: hôm nay thấy người chết, lòng ta thấy ngậm ngùi, đời người ai cũng chết, ngày mai đến ta thôi. Ai mà không chết quý vị. Còn Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Thông ngày nói bài kệ: mãi mê lên núi tìm trầm, chẳng hay trầm ở trong tâm yên bình. Mãi mê trong cõi hư danh, đến khi quan tài gọi thì giật mình trắng tay. Đến khi mình vô quan tài thì giật mình trắng tay. Bệnh đau đến hấp hối gần chết, giật mình trắng tay. Nên những đứa kể những câu chuyện này, chết rồi còn qua bên ngân hàng mà hồn qua bển ngồi để mong lấy tiền. Vì thế chúng ta vô minh nặng đến mức không tưởng tượng được. Nên những đức dùng những cách này để đánh thẳng vào lương tâm nhiều người chúng ta tu đạo hay không tu đạo. Nếu có nhận thức được thì thấy từng đời ông bà tổ tiên chúng ta đều chết đi, họ có cầm theo được gì đó, dù là tiền bạc vật chất. Nên nhờ những đức học Phật mà những đức nhìn được vô thường, những đức nhìn được nên nhận thức được sâu sắc. Nên những điều chia sẻ này những đức có cảm được, có cảm với cái lời nói lắm, cảm động với lời nói. Và tự nhiên bữa nay ngồi đây những đức thấy nó có một cái cảm giác gì sâu sắc đối với cái việc sanh tử của đời người. Nên nhận thức sanh tử là đại sự vậy. Có một người đem bao nhiêu phương tiện để giúp cho mình nhìn thấu. Nếu ai coi được, hiền được một chút, ít dặn người ta một chút, nhìn thấu thêm một chút thì cũng nam mô A Di Đà Phật. Nếu ai coi mà không vừa bụng, nói này nói kia thì cũng nam mô A Di Đà Phật. Vì cuộc đời mình hiểu rồi, cố gắng. Như bây giờ chùa mình bao nhiêu con người về, bao nhiêu con người ở, chùa lớn nhưng mà vẫn chặt chỗ. Những đức trong lòng vẫn muốn xây chùa thêm để cho nhiều người già được ở. Dùng bao nhiêu phương tiện để mong chúng ta nhìn thấu, đi tu hành hướng đến giải thoát quý vị. Ngồi trong quan tài này ngồi lâu cũng hầm quý vị. Đây là mới ngồi thôi nha. Nên chúng ta mỗi người nhận thức sâu sắc thì cuộc đời vô thường. Rất là nhiều người rất sợ quan tài quý vị, sợ cái chết đến với mình. Đức Phật khi còn tại thế nói rằng mạng người trong một hơi thở, thở ra mà không hít vào thì chết quý vị. Chúng ta nên làm gì để cuộc đời mình ra đi có ý nghĩa?
sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng không bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vắng vui. Sống yên vui danh lợi mãi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cái cõi này bao nhiêu muôn biến dạng hóa, hơn thua đấu đá tranh giành đa dạng. Làm được cũng có những người không thích, làm không được thì người ta cười chê. Nên bản thân của mình nên sống với lý tưởng tốt đẹp mà cố gắng. Đừng vội vàng bỏ đi lý tưởng của mình đang hướng đến. Con người chỉ cần có một lý tưởng chuẩn xác thì chắc chắn trong cuộc đời mình sẽ có các thành công, quý vị ạ. Nên sống có ý nghĩa. Thì khi chúng ta vào quan tài, chúng ta thấy mình đã làm hết lương tâm mình, hết lòng hết dạ. Và tín nguyện niệm Phật là việc cực kỳ quan trọng để khi cuối cuộc đời mình có thể niệm Phật giáng sanh. Trước công đoạn này, quý vị có những đức kêu chú Tâm Nhiên nói, chú nên lựa những công đoạn những đức tổ chức lễ và những cái công đoạn người ta quý trọng mình, danh tiếng lẫy lừng. Rồi chú cho Phật tử coi cái đầu tiên, từ cái danh cái lợi lớn lao trong cuộc đời, chùa cao Phật lớn, ngồi bao nhiêu người tôn trọng. Rồi cuối cùng như đức vô quan tài như đức ngồi thôi. Rồi cuối cùng một ngày nào như đức cũng chết đi thôi. Đó là góc độ cho quý vị coi để nhận thức sâu sắc đó quý vị. Nhận thức sâu sắc. Như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng nổi tiếng vô cùng. Một đời đi qua rất ý nghĩa, cuối cùng ngày cũng mất thôi. Cái đặc biệt nhất của chúng ta là người nghe đạo tu hành, mục tiêu giảng sanh làm chính. Nhân viên, vợ chồng, con, gia đình, của cải, thầy trò. Duyên hợp thì gặp mà duyên hết thì xa. Nếu như chúng ta không giảng sanh gì cực lạc thì trong cuộc đời này trôi lăn trong lục đạo luân hồi, dù có gặp lại cũng không biết đó quý vị à. Nên giảng sanh thì cực lạc là việc cực kỳ quan trọng, để mình biết thăng bằng huyễn thuật mình đang ở đâu ở đó, mà mình giúp đỡ cho họ. Việc giảng sanh là niệm niệm vì người, nên những đức mỗi ngày cũng nỗ lực hết mình niệm niệm vì người xác thực nhất cho quý vị thấy. Ai có nói cầu danh hay cầu tiếng tâm gì, vì hay nhìn những đức cần gì phải làm điều này. Nhưng đây là việc những đức nhắc mình, nhắc người tùy duyên. Những đức quý vị coi chương trình, những đức tổ chức mấy chục ngàn người, danh tiếng những đức không thiếu, tình người những đức không thiếu, mọi mặt những đức không thiếu. Những đức không cần làm cách gì để nổi tiếng, mà đây là cái xác thực 100%. Để mọi người chúng ta nhận thức gì vô thường, để lo siêng năng niệm Phật. Mỗi lần quý vị buồn hay là trách ai, hoặc quý vị thấy chán nản gì, thì hãy coi qua những công đoạn này đi. Thì thấy cuộc đời một ngày nào chúng ta cũng vô đây ngồi, có cái gì chắc thật đâu mà chúng ta phải nặng nề quá quý vị. Nhớ nghe. Nên nhận thức tiền bạc vật chất đều để lại hết. Chúng ta nằm đây, tiền bạc để bên ngoài, điều tiền bạc để bên ngoài, vàng bạc để bên ngoài. Còn chúng ta vô đây nằm đây không cầm theo được gì đó quý vị à. Nên nhận thức cực kỳ sâu sắc. Sống thì phải có làm việc, nhưng làm việc gì tránh điều tội lỗi, gian dối, lường gạt, trộm cắp, tránh. Tại vì mình tạo ra cái nghiệp chướng, mình cầm nghiệp chướng ra. Tiền bạc và chắc có nhiều cũng để lại cho mọi người hết á. Tạo nghiệp, gặp vua Diêm Vương để tính sổ thế thẳng. Tam đồ ác đạo ghê gớm lắm quý vị. Nên nhận thức cho cực kỳ sâu sắc. Giờ những đức nằm trong quan tài, nằm xuống đóng nắp quan tài lại. Trong đoạn này những đức nói về cuộc đời từ khi còn nhỏ và một chút tâm sự, để nhận thức đến khi đi tu, tiến tâm rồi chết đi quý vị. Nhận thức được vô thường. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà. Hôm nay những đức hiện tại đang nằm trong quan tài, vì đậy nắp lại, hãy cảm nhận rằng cuộc đời mình từ khi còn nhỏ được sinh ra, cha mẹ thương yêu rồi, cuộc đời lam lũ đủ chứ, rồi đến khi lớn lên đủ thứ chuyện trong cuộc đời khổ lắm. Rồi gặp được Phật pháp, tu hành, tạo bao nhiêu việc, làm bao nhiêu việc, thì cuối cùng bây giờ chết đi. Nếu như mà không được giảng sanh thì đúng uổng một đời cái gì. Giờ này Như Đức đang nằm trong quan tài và đậy nắp lại luôn, nhận thức rằng mình không buông được, vô đây buông được không? Nhiều người coi hãy nhận thức đi, dù bao nhiêu tình thương, bao nhiêu quý Phật tử quý mến đi chăng, thầy đức của tôi, thầy của Phật, bây giờ thầy còn nữa đâu. Bao nhiêu tình thương quý mến gì mà bây giờ có còn thầy đâu quý vị. Còn thầy đâu mà mình thương, mình quý mến gì. Bao nhiêu buổi giảng vỗ tay ầm ầm hô hà, nhưng cuối cùng thầy tôi đã chết. Nếu thầy tôi niệm Phật mà không giảng sanh thì uổng một đời của thầy tôi quá quý vị ơi. Cuộc đời của người vô thường quý vị à, hãy nhận thức. Tại như nằm trong đây nghĩ đó, cuộc đời của cha mẹ mình cũng khổ, và cuộc đời mình cũng mong muốn đi lên thành phố sống để có sự nghiệp, cuối cùng hư hỏng. Nhìn lại khoảng đời cuộc đời đa phần khổ nhiều hơn vui. May mắn từ khi gặp được Phật pháp mới cho những đức được một lối sống có ý nghĩa trong cuộc đời. Phật pháp đã cứu cuộc đời những đức, cho những đức cơ hội như vậy. Phật pháp đã cho những đức cơ hội, đức làm điều này để cho mọi người nhận thức rằng cuộc đời chúng ta cuối cùng cũng là hai bàn tay trắng ra đi, có cầm tiền bạc vật chất gì theo quý vị. Dù danh tiếng lẫy lừng lớn lao cỡ nào thì chúng ta cuối cùng cũng nằm trong chiếc quan tài này thôi, vỏn vẹn bằng luôn quý vị. Những đức nằm chiếc quan tài này rất là bằng, vừa với người những đức. Những đức mong rằng cuộc đời mình cả đời tính nguyện niệm Phật, khuyên người niệm Phật, làm hết cái tấm lòng của mình đối với chúng sanh, mong chúng sanh niệm Phật, khắp nó niệm Phật. Nên những đức bây giờ làm tượng Phật này kia tặng cho chúng sanh nhiều, cho Phật tử khắp nơi nơi, để mong rằng nhà nhà niệm Phật, nhà nhà tu hành. Chỉ có niệm Phật tu hành tin nhân quả, con người đỡ đấu đá với nhau thì kiếp nạn nhân sinh này mới hóa giải được. Cuộc đời mấy chục năm ngắn ngủi, bây giờ những đức nằm đây là giả, nhưng một ngày Như Đức cũng vô đây là thật đó quý vị. Hãy ngồi suy nghĩ cho thật kỹ, vì cái gì mà chúng ta cả đời cứ mãi mới chạy thế, không biết đủ quý vị.
hơn thua đấu đá, đấu tranh hơn thua tranh giành, thủ chuyện á. Nhớ lúc còn nhỏ mẹ mất sớm, kiếm tìm cuộc sống, làm bao nhiêu cái nghiệp, đủ cách để kiếm cuộc sống sinh nhai. Gia đình nghèo khổ, mười mấy tuổi xa gia đình, đi làm kiếm cuộc sống vô cùng vất vả, bị gầy la chửi mắng, lấy nước mắt chan cơm, rồi cuối cùng làm được ra tiền chút thì lại trở thành người hư học, sống bê tha hư học. Rất may mắn 29 tuổi gặp được Phật Pháp, gặp ngay pháp môn niệm Phật, nhờ Phật Pháp cứu được cuộc đời của mình. Nếu không thì cuộc đời như Đức vô nghĩa vậy, bây giờ cũng là kẻ ăn nhậu bê tha, không ra tòa chống gì. Những đức cảm ơn Phật Bồ Tát, cảm ơn Thầy, cảm ơn tất cả chúng sanh đã nuôi dưỡng huệ mạng cho những đức cực lực nhiệt tình hết mình làm tất cả các việc gì mong lợi ích cho chúng sanh. Để một ngày nào mình ra đi, bản thân mình sẽ nở nụ cười đi gặp Phật A Di Đà. Phật A Di Đà nói rằng con rất là ngoan, con đã làm hết lòng hết dạ, con dùng đa dạng phương tiện giúp người, con rất là được đức à. Mình sẽ vui vui vô cùng, vui mà rơi nước mắt gì sao, thì con đã về đây gặp Phật A Di Đà, gặp bậc cha lành của con. Những đức gửi lời đến quý vị cố gắng niệm Phật, dùng trong cảnh duyên trở ngại gì không niệm Phật. Câu này những đức cứ thường nói như vậy, đến khi chúng ta vô quan tài này chỉ còn có một câu Phật hiệu. Nhớ kỹ nha quý vị, khi chúng ta gần chết, cái gì chúng ta cầm theo được, người thân nào giúp chúng ta đấy, ai là người giúp chúng ta đây quý vị? Khi những đức hộ niệm cho các cụ, khi thấy gần chết, bao nhiêu cái danh lợi, bao nhiêu tình thương, bao nhiêu cái ý nghĩ gì làm trong cuộc đời này, cuối cùng trở lại cho chúng ta là trả lại cho chúng ta là một hơi thở vô cùng khó khăn. Mỗi ngày chúng ta có thể thở, có thể đi chạy nhảy vui vẻ, nhưng chúng ta lại không tu hành, không niệm Phật. Đến khi cận tử nghiệp, ai giúp mình đây quý vị? Khi mình gần chết, lúc này nếu chúng ta không niệm Phật, không gây dựng niệm Phật mỗi ngày, làm sao đấy quý vị? Ai giúp chúng ta đấy? Nhìn bao nhiêu bà cụ gần chết rơi nước mắt. Nên công đoạn này mong là nhiều người coi, ai cũng xin niệm Phật, nhìn nhận được vô thường sâu sắc. Người trong chùa coi đến thì ai cũng cố gắng tu hành. Nhiều cuộc đời mình mấy chục năm ngắn ngủi đi quá quý vị, cuối cùng chúng ta cũng mang theo được gì đó. Nên giữa con người đến với con người, hãy dùng tâm chân thành chân thật đến với nhé. Những gì buồn giận hẳn chắc nên buông xuống. Đừng nên hơn thua đấu đá nhau làm gì. Một hơi thở thở ra con hít vào, chúng ta cầm theo được gì đó quý vị. Nên sống một ngày, sống vui một ngày. Dù gặp cảnh ngộ gì đi chăng nữa, niềm vui vẫn là chỗ giải quyết được vấn đề. Mà niềm vui nhận thức được là do gì mình tin nhân quả. Nên ngày nào những đức cũng chia sẻ Phật Pháp, quý Phật tử khắp nơi nơi được coi. Vừa tổ chức lễ viết Đức Phật A Di Đà xong, mấy chục ngàn người về để dự chương trình. Bao nhiêu người coi ông thầy như thần thánh, tôn vinh,
Nhưng cuối cùng thầy cũng là thắng người phàm mắc thịt đó. Cũng vô quan tài mà chết bình thường như mọi người khác. Nhưng thầy này không chấp vào danh vào lợi, ông không niệm Phật. Thì cuối cùng cái chết của ông vẫn đọa tam đồ ác đạo như thường. Mỗi một người nên nhận thức vô thường, giờ này Như Đức đã nằm trong quan tài. Dù Như Đức có chạy nhảy nhanh cỡ nào, tiếng tâm lớn cỡ nào, bao nhiêu người quý mến, nhưng vì coi cái quan tài bị ngang Như Đức nằm, vừa dặn quý vị, rất vừa dặn. Thở cũng khó quý vị. Tuy là làm giả, thật thật giả giả trong cuộc đời, nhưng đóng quan tài lại là thật. Coi mình thở được bao lâu thời gian. Giờ này thở cũng khó vậy. Có khi những đức muốn nằm im lắm đó, để mình niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn luôn. Mình rất là mong muốn, muốn gì cực lạc. Đời này nhất định phải gì cực lạc. Mình ở cõi này mình nói khôn hơi cạn tiếng mấy người hành trì. Mình về cực lạc, mình là Phật Bồ Tát, sẽ đầy đủ năng lực trí tuệ, nhìn được căn tính chúng sanh mà hóa độ. Niệm niệm nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc mấy quý vị. Sự hơn thua đấu đá tranh giành giận hờn gì buông xuống bớt đi. Khi bị coi được góc đoạn này, bao nhiêu quý Phật tử có góc đoạn này Như Đức tin chắc quý vị cũng ngậm ngùi, những đức cũng thật lòng chân thật, không có một chút gì cợt đùa với quý vị cả. Công đoạn ngồi quan tài lần trước còn có cái vui, lần này đây là một cảm xúc thật sự tận đáy lòng. Người mình quý thương nhất trong cuộc đời, một ngày nào họ chết đi, họ nằm trong quan tài trong đây này quý vị. Bao nhiêu Phật tử quý những đức, và một những đức cũng chết đi nè. Bao nhiêu đại chúng trong chùa quý những đức, rồi những đức sẽ chết đi rồi nè. Vô thường quý vị. Rồi chúng ta lần lượt sẽ chết đi nè. Như bây giờ, chúng ta không niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì khi cái chết đến, chúng ta biết đi về đâu đây quý vị. Dù bao nhiêu người quý mến, thương yêu, nhưng nằm trong đây chơi chọi, đóng mắt lại, bắn đinh lại, nằm im trong đây. Tiền bạc vật chất gì cầm theo đó quý vị. Hãy nhìn nhận sâu sắc đi quý vị. Hãy nhìn nhận sâu sắc đi. Khi bệnh đau có ai chia với mình hay không? Khi mình gần chết, thở từng hơi thở thôi thớt, ai thở phụ mình hay không? Mọi người phải nhận thức cực kỳ sâu sắc. Nhận thức sâu sắc. Những đức rất bình thản khi nằm đấy quý vị. Nhờ bình thản mà chắc những đức nằm được lâu nè. Nghe mấy chú nói trong vòng chừng 3 phút sẽ thở không được. Nhưng những đức nằm đây nãy giờ cũng lâu. Vì tâm Như Đức rất bình thản. Vì biết được một ngày nào mình cũng vô đấy nằm. Như Đức từng nói rằng cả đời mình, từ khi còn nhỏ tới 29 tuổi, vô nghĩa quá. Sống những ngày tháng vô nghĩa của cuộc đời. Nên mong rằng nhiều người coi công đoạn này. Những người ăn nhậu như những đức ngày xưa, hư hỏng như những đức ngày xưa, nên hướng thiện. Những đức từ 29 tuổi gặp Phật Pháp tới bây giờ mới sống những ngày tháng có ý nghĩa quý vị. Con người càng ngày càng hiền bớt lại, không có muốn buồn giận ai để trong tâm. Vì buồn giận người để trong tâm rất là thê thảm.
chúng đọc. Dù có gặp cảnh ngộ khổ đau cỡ nào, hãy nhớ kỹ, câu A Di Đà Phật là viên thuốc giải đó quý vị. Nghèo khổ, con cái bất hiếu, bị bỏ rơi, bị giật của, thất vọng về người, có vật hiệu là viên thuốc giải đó quý vị ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đại lão Hòa Thượng Ây Hiền này nói một câu: tất cả việc thế gian là giả, chỉ có câu vật hiệu là thật thôi, 100%. Bao nhiêu người bị nhận thức sâu sắc lúc mình đương thờ tiếng tâm lừng lẫy, bao nhiêu người đến gần gũi mình, nhưng khi mình thất thế xa cơ, có mấy người nào là người thật sự đến với mình đâu quý vị. Khi mình danh tiếng lẫy lừng, chưa gọi điện thoại người ta điện mình, thằng nhá máy nhẹ người ta gọi lại. Khi mình thất thế xa cơ, gọi người ta khi người ta cũng không bắt máy. Nhận thức được thì quý vị sẽ biết tu hành. Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài là Thái tử có tất cả, Ngài buông tất cả, Ngài chọn có đường giải thoát. Nhìn được cảnh sanh già bệnh chết, những đức đi tu cũng nhìn được cái cảnh chết này, giết rồi nhận thức vô thường, nhận thức được phương hướng giải thoát. Không môn tịnh độ này thù thắng lắm quý vị. Bao nhiêu chương trình những đức tổ chức lễ hội thì những đức có thấy ra câu vật hiệu này cực kỳ thù thắng. Quý vị muốn tu có kết quả, niệm Phật mục tiêu là giải thoát nhé, chỉ có cầu sanh cực lạc thì tất cả việc thế gian quý vị sẽ làm được. Không cầu, có duyên sẽ làm được. Nhớ kỹ, niệm Phật mục tiêu cầu sanh cực lạc, dù làm việc gì cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đeo chiếc máy niệm Phật. Những đức mong tất cả những âm điệu của những đức sẽ đến với từng người, câu vật hiệu của mình đến với từng người, mọi người đều được lợi ích. Những đức mong quý vị xin niệm Phật, cố gắng niệm Phật. Người bệnh đau ung thư, mang nghiệp phá thai nhiều lần, cố gắng niệm Phật quý vị ơi. Chỉ có về thế giới cực lạc hết khổ quý vị à. Còn ở cõi này là còn khổ. Bữa nay khỏe mạnh, ngày mai bệnh đau. Bữa nay người ta thương mình, ngày mai người ta ghét mình. Thương và ghét chỉ có một ý niệm. Đừng nên đặt vấn đề nặng nề quá. Giờ này những đức nằm trong quan tài, còn ham muốn gì nữa, nhìn nhận sâu sắc, chỉ cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho con cả đời tín nguyện kiên cố, niệm niệm vì chúng sanh, hết lòng hết dạ vì chúng sanh. Thấy được mỗi cụ già được ở trong ngôi nhà tam bảo niệm Phật, đến khi cuối cùng được đưa tiễn đi, mỗi một bà cụ như đức lo cho cuối cùng cuộc đời, đưa các cụ lên đài quả táng bằng câu Phật hiệu là những đức rất mừng, mừng cho các cụ được duyên đặc biệt như vậy. Bao nhiêu con người giàu sang phú quý mà cuối cùng chết đi thì sát sanh hại vật, chấp điếu đủ chuyện, mướn hát ca, rồi thuê người khóc mướn đủ chuyện. Vì hãy nhìn nhận sâu sắc để biết được vô thường. Vì tạo sự nghiệp có lớn cỡ nào cuối cùng mới đi đọa lạc thì lợi ích gì quý vị. Tạo sự nghiệp lớn lao vô cùng mà chết đi đọa lạc được gì đâu. Đúng không? Nhận thức đi. Bao nhiêu con người bận không có thời gian đi tu. Khi cơn vô thường đến,
quý vị đâu có hạn được đâu quý vị. Quý Phật tử ơi, cố gắng niệm Phật. Những người biết tôi ơi, hãy cố gắng niệm Phật. Những người quý tôi ơi, hãy cố gắng niệm Phật. Những Phật tử quý trọng thầy Đức, hãy cố gắng niệm Phật. Quý vị cố gắng niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Những đức nguyện cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho tất cả những buổi giảng của những đức sẽ đến từng người, những lời truyền tải đơn giản bình dị vui vẻ, mong người người đỡ khổ, cởi mở tâm tư, có phương hướng tu giải thoát, phương pháp tu đến từng nhà, cả đời làm tượng Phật cho nhiều người thờ Phật Bồ Tát. Từng đời gia đạo quý vị đều ảnh hưởng Phật pháp, chỉ có Phật pháp nó cứu cuộc đời chúng ta, hóa giải bớt đi kiếp nạn cho nhân sinh. Nguyện từ người sống tu hành, người chết buông xuống tâm hận thù đòi nợ, niệm Phật để cầu giải thoát. Trong hoàn cảnh cỡ nào cũng quyết chí tín nguyện niệm Phật cầu sanh quý vị, tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc quý vị. Chắc những đức cũng sắp chết thiệt quý vị. Vì có đau đớn hay gặp tai nạn gì nghe, nằm đó, A Di Đà Phật, cầu Phật tiếp dẫn. Nhớ như vậy. Vì bị lửa cháy nghe, như siêu thị mini, không phải cái chung cư mini cháy, nếu mình trường hợp đó mình đã không thoát được, nghe lời những đức niệm Phật nghe quý vị, cầu Phật tiếp dẫn. Phật sẽ rước quý vị trước khi bị cháy, bị đắc sụp đè. Mình biết mình sẽ ra đi rồi. Chân thật niệm Phật, thọ mạng còn tiêu nghiệp hết bệnh, thọ mạng hết được Phật Di Đà tiếp dẫn nhân sanh. Mình đã ung thư rồi, quyết chí niệm Phật, thọ mạng còn tiêu nghiệp hết bệnh, thọ mạng hết được Phật Di Đà tiếp dẫn nhân sanh quý vị. Bất cứ một kiếp nạn gì, xe đụng hay tai nạn gì, nghe lời những đức niệm Phật quý vị, cầu Phật tiếp dẫn, không cầu gì cả, chỉ cầu Phật tiếp dẫn. Nhớ quý vị, khi cận tử nghiệp mình gần chết, mình không niệm được, miệng mình không niệm được nữa, trong tâm mình nghe có Phật hiệu nè, những đức niệm bị nghe, đại chúng niệm vì trong tâm niệm theo A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhớ nghe quý vị, phải gầy dựng mỗi ngày tín nguyện cho cực kỳ kiên cố, phải gầy dựng mỗi ngày tín nguyện cực kỳ kiên cố. Dù ai kích động nói gì mình cố gắng giữ gìn A Di Đà Phật, đi tu về nhà gặp trở ngại gì A Di Đà Phật, trong bất cứ trở ngại gì cũng A Di Đà Phật. Như bản thân nhận được mười mấy năm nay đi tu chỉ có niệm Phật mà làm bao nhiêu việc ý nghĩa trong cuộc đời. Như đức mong tất cả các anh em trong chùa tiếp nối cố gắng nhiệt tình hết mình, các cụ cố gắng niệm Phật. Vì cuộc đời mình đi tu trễ quá các cụ ơi, mình không niệm Phật thì làm sao mình giảng sanh đấy các cụ. Mấy chục năm mình vì gia đình người thân không, bây giờ mình vô chùa người ta lo cho mình mà mình không niệm Phật thì làm sao được các cụ. Nỗ lực lên niệm Phật lên các cụ ơi, mình già như ngọn đèn treo trước gió, như ngọn đèn treo trước gió. Cố gắng niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
chúng ta hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc quý vị. Hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Sức mồ hôi vậy chắc là cũng gần 20 phút rồi, nửa tiếng rồi. Không ngờ Nhân Đức cũng sống dai thì quý vị. Ông công đoạn này gỡ đến nhiều người nhận thức gì vô thường, xuyên niệm Phật để chúng ta hướng giải thoát. Thấy ngồi lâu tay run quý vị, như thở thiếu. Cố gắng niệm Phật để quyết chí chúng ta về cực lạc quý vị. A Di Đà Phật. A Di